gian lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng sáng mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui kề, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú, cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Con chào cô. Đi đâu mà cầm cái gì to thế kia? Dạ, con mua trên mạng được đống gốc hồng này rẻ lắm cô ạ. Thế à? Và 100.000 mà được đến tận 10 gốc. Mà gốc nào ấy cũng to vật vã luôn cô ạ. Đây. Rẻ thật đấy. Thế cô có mua không? Để con mua hộ cho ạ. À, để con xem nữa nào. Rẻ thì có rẻ thật đấy. Thế nhưng mà theo như cô biết ấy, đây là những cây trồng đã lâu năm, gốc cằn cỗi nên không phát triển được nữa, người ta phá dỡ bỏ đi để làm lại mới sao ạ? Thế ạ? Hẳn nào con thấy cái cây xấu ấy nó cũng đã khoảng 100.000 một gốc rồi ạ. Ừ đúng rồi. Này, nếu mà cháu muốn trồng ấy thì ra bảo cái Tâm hay là thằng Khánh nó để lại cho, giống vừa đảm bảo nhá, lại còn được tư vấn suốt quá trình mình trồng cây nữa. Dạ đấy, chẳng qua là con tham rẻ mà may con mới chỉ mua có chục gốc thôi, không thì ném hết tiền qua cửa sổ rồi. Ừ. Nếu mà muốn mua ấy, thì đi ra ngay đi, cái Tâm nó đang ở vườn đấy. Thật à? Thế thì cháu ra luôn nhá. Ừ. Ê này, đừng có vứt đi, phí của giời. Nếu mà cháu thích trồng mang về trồng chơi ở nhà cũng được. Bác ơi, bây giờ cháu mà mang ra vườn ấy, em Tâm lại cười cháu chết. Bây giờ thế này nhá, con xin gửi cái gốc hồng này ở nhà cô. Để tí nữa lát con về con qua nhà cô con lấy, cô nhá. Thôi được rồi, đưa cô cầm cho, không phải còn xấu hổ nữa. Con cảm ơn cô, con đi đây. Thôi đi. Lên đẹp thế nhỉ? Ông ơi! Ai ném đá mình nhỉ? Anh Mồi đúng không? Này, em biết hết rồi đấy nhá. Bỏ mấy cái trò trẻ con đấy đi. Hả? Ai đây? Anh Mồi! Giật cả mình. Cái anh dậu này, bỏ mấy cái trò trẻ con đi nhá. Trẻ con gì mà trẻ con, vui rồi. mà công nhận là vườn hoa hồng của em đẹp thật. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhưng mà đứng giữa vườn hoa hồng này nhá, còn có một cái khác đẹp hơn nhá. Cái gì đẹp? Tâm. Cứ trêu em. Công nhận này, là người xinh trồng ra hoa cũng xinh. Chứ còn gì nữa ấy. Này, nói cho anh biết nhá, mấy cái luống hoa này là tự tay em chăm sóc từ lúc còn nảy mầm đến bây giờ đấy. Ui. Bây giờ chuẩn bị ra hoa em sắp thu hoạch được rồi. Thế à? Nhưng mà chuẩn bị thu hoạch sao em lại cắt đi làm gì? Không, em không cắt những cái bông hoa đẹp này, mà em cắt bỏ những cái cành lá bị sâu bệnh để cho cây nó phát triển tốt anh ạ. Công nhận đúng là người sinh nhìn cái bông hoa nó biết ngay là của Tâm chồng. À mà này, hôm nay anh Dậu sang đây có việc gì đấy? Anh sang muốn tìm Tâm để xin ít giống về trồng mấy luống hoa hồng. Xin giống về trồng hoa hồng á? Ừ, ở nhà anh có mấy luống ruộng bỏ không ấy, để phí quá thì anh nghĩ là Tâm thích hoa hồng nên anh về trồng hoa hồng cho nó. Mình đồng cảm. Này, người như anh Dậu á mà cũng đòi trồng hoa hồng á. Trồng hoa hồng khó lắm đấy anh ạ. Anh suốt ngày lông ba lông bông bỏ cây ở đây có mà nó chết héo khô ấy. Đấy, sao ai cũng nói với anh như là em nói với anh. Anh lông ba lông bông thì bây giờ anh mới tìm việc để làm. Mà anh thấy hoa hồng đẹp thì anh muốn trồng hoa hồng thôi mà. Hoa hồng cũng khó tính lắm anh ạ. Muốn chăm sóc cây hoa đẹp ý là phải tỉ mỉ kỳ công lắm đấy. Cái hoa hồng mà cũng khó tính á? Ừ. Như người ấy nhỉ? Thế nhưng mà anh muốn trồng thật đấy. Thì bây giờ em có giống không? Em bán cho anh một ít. Thôi được rồi, giống thì em có. Lúc nào cũng sẽ ưu tiên anh Dậu, được chưa? nhưng mà nha, anh nói trước nhé. Là
hoa hồng khó tính thế anh không biết trồng đâu. Nếu mà em mà không hướng dẫn cho anh có khi chết hết lại phí hết à. Thôi được rồi, em cũng sẽ bảo hành dạy cho anh cách trồng luôn. Thế còn gì bằng. Bây giờ nhá, anh muốn trồng hoa hồng thì trước tiên anh phải làm đất tơi xốp cái đã. Sau đấy thì anh mới trồng cây. Mỗi cây thì cách nhau từ 20 đến 30cm. Mà mỗi hàng thì lại cách nhau 50 phân. 50 phân. Anh nhớ chưa? Mà anh phải trồng theo phương thẳng đứng, theo hình nanh xấu ấy. Nanh xấu á? Nanh xấu là cái gì? Nanh xấu ấy có nghĩa là anh trồng so le cây với cây, hàng với hàng để cho nó có chỗ để nó phát triển. Thế tiếp theo thì mình cần phải làm gì nữa? À, tiếp theo thì anh đào cái hố, rồi anh đặt cây xuống hố theo phương thẳng đứng. Một tay thì giữ cây này, một tay thì vun đất vào gốc, rồi nén để cho đất nó chặt vào. Sau đấy là tưới đẫm nước. Thế là xong. Đào một cái hố này. Xong rồi một tay vun đất, còn một tay là trồng cái cây xuống theo phương thẳng đứng. Xong rồi tưới nước đẫm vào. Rồi, anh hiểu rồi. Thế là anh lấy chân anh đạp vào được. Ơi này, em vừa mới nói xong nhá, bây giờ lại định đạp cây. Anh phải nhẹ nhàng từ từ thôi. Anh phải lấy tay anh ấn nhẹ như này chứ lại đạp. Nhẹ nhàng. Thế rồi anh hiểu. Thế trồng cái này cũng như là con gái nhỉ. Cũng phải nhẹ nhàng tình cảm. Chứ còn gì nữa. Này, anh phải chăm sóc cây như là chăm sóc bạn gái ấy. Ô, chăm sóc hoa hồng mà như chăm sóc bạn gái á. Thế đúng chuyên môn của anh rồi. Anh bảo bây giờ anh lấy giống cây của Tâm này về anh trồng hoa hồng của Tâm đưa cho này. Anh chăm sóc hoa hồng như là chăm sóc Tâm. Có nghĩa Tâm là bạn gái của anh. Liên tha liên thuyên. Thôi vào trong nhà đi, em lấy giống cho. Chị Mai ơi, chị Mai ơi, về thôi, muộn rồi. Mai chỉ có việc lên phố nên là chị tranh thủ một tí. Này, chị cứ chăm chỉ như thế á, định làm bá chủ cái vườn hoa hồng ở làng mình đấy à? Ôi giời ơi, sao mà chăm chỉ thế? Người ta làm giàu bằng hoa hồng thì người ta phải chăm chỉ chứ lại. À đấy, em nói cho chị biết nhá. Chị sắp sửa có đối thủ cạnh tranh mới đấy. Cái gì? Đối thủ cạnh tranh á? Ai đấy? Đố chị đoán được đấy. Này, chị không ngờ đâu. Anh Dậu Béo đấy. Cái gì? Anh Dậu là đối thủ cạnh tranh với chị? Vâng. Sao? Này, hôm nay anh Dậu qua hỏi em cách trồng hoa hồng, xong lại còn mua giống với chồng đấy. Này, sao chị nghe nó cứ sai sai ấy nhở? Có vẻ nghiêm túc lắm, cho nên là em cũng dạy anh cách trồng hoa hồng chị ạ. Mà chị nói thật chứ, đúng là cái người với cái nghề sai sai nó chẳng giống nhau gì nhở. Đấy, nhưng mà em cũng mong là anh ấy có thể trồng được. Tại vì cho bớt lông bông, có công việc ổn định chị ạ, cũng mừng. Thôi thế cũng được, có công ăn việc làm là cũng được rồi. Chứ suốt ngày lêu lổng rồi phá làng phá xóm trêu chị em mình mệt lắm. Mà thôi, chị nghỉ tay đi, về nhà với em, ngày mai làm tiếp. Này, có rảnh không? Hay là làm cùng với chị đi, xong rồi lát chị em mình về cùng luôn. Thôi được rồi, thế để em giúp chị xong về sớm nhá. Ok. Cắt tỉa cành sâu bệnh đúng không chị? Đúng rồi. Đây này, đấy cái cành này này. Ok.